Panda. I got broads in Atlanta. Since you thought me in the family. Credit cards and the scammers. Getting the leaks in the band. Legacy. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Đài Gaming. Thì ngày hôm nay trong video của chúng ta sẽ là nhân vật mới tên là Illusion Knight. Và em nó đã sử dụng món đồ gì? Ta hãy cùng theo dõi. Nhân vật Illusion Knight của chúng ta hiện đang sử dụng vũ khí rút 1 cộng 11. Sẽ rút 1 hay là sẽ thân level 400 nhé. Và sử dụng một cái kiếm level 600, còn gọi là vũ khí thân rút 2, đấy, cộng 11 luôn. Và một cái dây sốc, cái chân sốc kép cộng 15, nhưng mà chưa được khảm, đấy, chưa được khảm ngọc nguyên tổ đấy. Và một cái sách thuộc tính cộng 7 bình thường. Kèm theo đó là một cung power up thời hạn. Và chúng ta sẽ cùng xem lượng đam của em nó mà có thể gây ra. Để lượng xem lượng đam của em nó thì anh em có thể xem cái tổng đam này. Gần 700k đam trên một giây, đấy. Khi mà farm ở bài hotspot đó. Hotspot.net của mạng swarm.net nhé nhé. Và bảng C của nhân vật Illusion Knight của chúng ta thì chủ yếu là tăng vào Agi để vừa lấy tốc độ đẩy như là sức mạnh cũng sẽ được kèm theo. Khi mà chúng ta tăng Agi lên càng cao thì sức mạnh của chúng ta sẽ được tăng cao nhé nhé. Rồi chúng ta hãy cùng di chuyển em nó về map Noria và chiêm ngưỡng em nó một lát. Trước khi chúng ta nâng cấp set thân vũ khí rút 1 lên set thân vũ khí rút 2 của nhân vật Illusion Knight, và để xem nó đẹp hơn hay không và nó có mạnh mẽ hơn hay không thì chúng ta hãy theo dõi ngay bây giờ. Đấy, để xem set rút thì mình đi về một mảng rất tối một chút, nhìn nó có vẻ là nó sẽ đẹp hơn. Đây, như anh em thấy, đây là nhân vật Illusion của chúng ta. Đấy, khi mà mang set rút 1 để cầm với chân socket. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra ngoài bài. Đây luôn nhé. Giết hết con người này đi đã. Đó. Ở đây. Cũng đẹp chứ anh em nhỉ. Đấy. Không đến nỗi. Đặc biệt là cái kiếm này nhé. Cái kiếm rất là đẹp. Đấy. Cái kiếm của Illusion Knight thì rất là đẹp. Đó. Nhưng góc này là anh em thấy đi. Đồ bả đao của em nó. Rồi. Chúng ta sẽ cùng về nâng cấp lên set rút 2 để xem nó còn đẹp trai như vậy hay không. Đấy. Để nâng cấp lên set rút 2 thì chúng ta sẽ cần là đấy, đầu tiên là phải tách ngọc ra 40 viên. Đó. Rồi, thêm bốn đao là bốn crack này nhé. 4. Crack đâu? Đây. 1. 2, 3, 4. Để có thể nâng cấp được thì chúng ta đến gặp được PC Chao Gobin ở bảng Noria nhé. Thì vừa nào cũng thế mà thôi. Đấy. 10 B và 10 sụt. Ở nâng cấp set rút 1 lên set rút 2 thì chúng ta chỉ cần là 10 loại, 10 viên ngọc mỗi loại thôi nhé. Ui, nó cũng giống như tất cả các set thân khác nhé. Set ADA thì cũng tương tự đấy nhé. Thật là may mắn khi mà mình úp lên được dòng DD25. Tiếp tục. Mình sẽ đập tiếp cái quần. Ta sẽ cố gắng đập full set, sau đó mình sẽ đập cái cộng chỉ cộng 10. Ừ, cái này chưa được anh em, cái này mới là đây. Chảo đi. Ý có 25 DD luôn này nha. Quần này của mình nó chưa ộp 16, vì thế nó chưa thể khảm được nhé. Đây này. Cái ộp của chúng ta đập lại vào ấy thì nó phải là cộng 16 thì chúng ta mới có thể nâng cấp được. Đấy. Ui, nhanh quá rồi. Ôi nào. Ui. Cái gì vậy? Đó. Đó. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng nâng cấp đến set thân rút 2. Và anh em đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một lượt đăng ký kênh để có thể theo dõi cả cái set thân tiếp theo của Illusion Knight nhé. Rồi, mình vừa nâng lên set rút 2 rồi nhé. Cái quần này tiếp tục 15 star đây, nó có giữ là star hay không. 15 star mà mình nói á, là nó chỉ là cái ôm tăng tất cả các điểm lên cộng 15 nhé. Đó, cái ôm chuyện màu xanh ấy giữ lại không. Đấy, vẫn giữ lại này nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ mang cái phần này lên ở đào thải là cộng 0. Chúng ta sẽ cùng theo dõi một chút. Đây. Đây là em nó khi ở cộng không nhé.
Nó cũng tương tự như là set area của DK đây nhé, tương tự, khá là tương tự. Rồi tiếp tục thì bây giờ mình sẽ nâng lên cổng chính cái đã, bởi vì là mình bởi vì mình vừa nâng cấp lên nên nó còn là cổng không đi nhé, nên nó rất là xấu. Bây giờ chúng ta sẽ đặt nó lên cổng 10 luôn. Đâu này. Đấy. À. Đi. Đó, một món này. Đó. Cái này là ở set rút 1 thì chúng ta có được là 691 kDa trên giây đấy nhé. Giờ mình nâng lên rút 2 thì không biết cái lượng đam của chúng ta có được cải thiện không. Đập đến 10 luôn anh em. Ở server mình thì là cộng 10 là 100% nên em thấy khá là dễ. Từ cộng 11 thì chúng ta sẽ phải là bỏ bộ trao thì nhưng mà không muốn mất đôi nhé. Từ cộng 1 thì tỷ lệ sẽ là quay trở lại đúng với tỷ lệ của các server khác, hay là còn giống như là server WebJet khi mà tỷ lệ của chúng ta chỉ còn là 60 mấy thôi. Ui. Con nhân vật Illusion Grind này nó cũng khá là tốt, là điểm sức mạnh nhé, để có thể sử dụng Mondo đấy. Đấy anh em này, 372 đây kìa. Ui, thật chế thế nhỉ. Chính, ui, cái gì vậy? Bị nguyên rùa à? 7 này, 8 này, 9 này. Rồi, ta sẽ xem cộng 10 là bao nhiêu nhé. Cộng 10 là bao nhiêu stream đây? Ui, thiểu 19 stream nữa kìa nha. Ta sẽ phải tăng thêm 20 stream nữa đi. Đấy. Khả năng cao là phải 500 stream đấy nhé. Mới có thể mang được một cặp vũ khí cũng như là xếp phần nút 2 hoặc nút 3 đấy. Ui, lại tách nữa rồi. Đấy. Đấy, cộng 10. Rồi, chúng ta hãy cùng chiếm đường em nói với nhé. Mình đi ra đây một chút. Đấy. Nó đang bị mắc cái bọc của Illusion Grenade này nhé. Đây sẽ để em nói đây, cộng 9 cộng 10 đây. Đối với nhân vật Illusion của Knight của chúng ta thì sẽ có một cái đầu màu đỏ đó, anh em có thể nhìn thấy rất là dễ dàng. Đây quả đầu màu đỏ này rất là chất chơi người chơi đấy, nhưng mà khi chúng ta mang cái mũ lên thì nó mất mẹ cái đầu tóc đỏ hoe của chúng ta rồi. Tốn công tiền đi nhuộm mà tự nhiên mang mẹ cái mũ lên làm chả thấy tóc đỏ ở đâu. Để mình đập nốt cái tay đi nhé, đập cái tay đi cho nó lên cộng 10 đi. Đó rồi, ta đã đồng bộ là cộng 10 hết. Ta vũ khí thì mình vẫn giữ lại là vũ khí 600 để cho nó đồng bộ với set. Đấy, ở video tiếp theo á, thì mình sẽ nâng set này lên là set 800 và chúng ta sẽ cùng xem cả set và cả vũ khí xem set nào đẹp hơn nhé. Bây giờ mình sẽ nhỏ xuống. Đấy, anh em thấy không? Nó cũng tương tự như là set DK anh em nhỉ. Không khác gì, không khác nhiều lắm. Được cả là cái vũ khí nó đẹp hơn thôi. Đấy, cái vũ khí rất là chất chơi. Kiếm thì tương tự dần dần như kiếm Slayer nhưng mà hầm hố hơn rất là nhiều, nhỏ gọn đấy, rất là đẹp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tẹp đám em nó ở map swap.net nhé, cùng là cái map hôm nay, cùng là cái bài hotspot hôm nay. Đây ta sẽ di chuyển lên. Theo mình được biết thì vũ khí 800 của IK sẽ là vũ khí được mình cảm thấy đẹp nhất trong các kiểu vũ khí của nhân vật IK Knight này. Ta phải cùng xem đam nhé nhé. Xem đây được bao nhiêu đam. Hôm nay chúng ta phải đợi khoảng tầm 2 phút để cho lượng đam trên giấy nó ổn định lại. Cùng 707 nhé nhé. Không hơn được nhau là bao nhiêu. À, về attack power thì nó lên được 100 cái, 100 đam attack power cho nhé. Nếu như mà nó đã lên được attack power cũng như là attack speed thì mình nghĩ là lượng đam trên dây nó sẽ cũng được tăng lên thôi. Đấy, tầm 700 anh em, nó được mấy chục cái, mấy chục cá đam trên một giây.
Tất cả đến nơi đúng không nhé? 728 vậy nhé. Nhân dân ổn định lại đó. Mình sẽ chắc là hơn 700 ấy. Hôm nay là 640 thì giờ là 700 là cũng 700, 728 được. Coi như là cũng là ok rồi đấy nhé. Đó, 76 kìa. Anh em thấy illusion mạnh mẽ không? Nhân vật illusion gần ai thì cực kỳ mạnh mẽ rồi. Kém theo rồi luôn. Biệt kê. Rồi, thì đây là video của mình giới thiệu khi mà chúng ta nâng sắp lên set rút 2 của Illusion Knight để xem set nó có tên là gì nhé. Set nó sẽ có tên là Void.net Angle Illusion Knight. Đấy. Đấy khá là loang loang. Hai mình có hai mình thường gọi là giống như nhân vật ADK là set Dark Angle, set DA. Đấy. Cái tắt của Dark Angle nhé. Và nếu như anh em thấy video này hay và có ích thì có thể để lại cho mình một like cũng như là một lượt đăng ký kênh, và đừng quên chia sẻ cho bạn bè cùng biết để có thể thấy được nhân vật Illusion Knight này mạnh mẽ như thế nào. Và đừng quên đón chờ video tiếp theo của mình khi mà mình nâng cấp nhân vật của mình lên set rút 3 và vũ khí rút 3. Đó. Mình báo trước với anh em là set rút 3 của nhân vật Illusion Knight đạt mốc level 800 cực kỳ là đẹp đấy. Cực kỳ đẹp đấy nhé. Anh em hãy đón chờ video tiếp theo của mình. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye.